Thạch Thu Thảo nhập cuộc Miss Earth, khoe sắc vóc rực rỡ, nhận mưa lời khen vì một hành động tinh tế. Chọn táo dài truyền thống trong buổi ra mắt cuộc thi và các đại diện khác, cô được khen ngợi khi khéo léo bộc lộ niềm tự hào dân tộc, cũng như giới thiệu với bạn bè thế giới về trang phục truyền thống của người phụ nữ Việt Nam. Lên ngôi Á hậu 2, Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2022, Thạch Thu Thảo là gương mặt được đơn vị nắm bản quyền trao cơ hội đại diện Việt Nam chinh chiến tại cuộc thi Miss Earth 2022, Hoa hậu Trái đất 2022. Sau thời gian dài chuẩn bị và rèn luyện bản thân, mới đây nàng hậu đã chính thức có mặt ở Philippines tham gia cuộc thi, bắt đầu nhập cuộc với các thí sinh khác. Được sự chuẩn bị kỹ càng từ phía ekip Việt Nam, từ váy áo phụ kiện đến các kỹ năng cần thiết, Thạch Thu Thảo dường như đã sẵn sàng mọi thứ cho lần mang chuông đi đánh xứ người này. Gần chục kiện hành lý được Thạch Thu Thảo mang sang Philippines để tham dự cuộc thi. Có thể thấy lần xuất khẩu này, Á hậu gốc Trà Vinh rất quyết tâm và sẵn sàng để chinh phục chiếc vương miện cao quý. Sau 2 năm tổ chức với hình thức online vì ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, năm nay là mùa giải đánh dấu sự quay trở lại của Miss Earth khi có thể tổ chức đêm chung kết dưới dạng gặp mặt trực tiếp và Philippines là chủ nhà đăng cai cuộc thi. Trước đó, hơn 80 thí sinh cũng đã trải qua một số vòng thi phụ và giới thiệu bản thân với hình thức trực tuyến. Thạch Thu Thảo được đánh giá là một thí sinh nặng ký cho chiếc vương miện khi các vòng thi trước đó, cô luôn nằm trong top đầu tại các bảng xếp hạng dự đoán. Nhập cuộc vào Miss Earth 2022 tại Philippines, đại diện của Việt Nam cũng luôn tỏa sáng rực rỡ, không hề kém cạnh khi đứng gần các đại diện quốc gia khác. Luôn biết cách thể hiện bản thân trước ban tổ chức cuộc thi, ngay trong buổi tiệc chào đón thí sinh, nàng hậu đã khéo léo lựa chọn chiếc áo dài trắng truyền thống của Việt Nam để diện lên người. Nàng hậu cũng cho biết, cô cảm thấy rất tự hào khi có thể truyền tải được hình ảnh người phụ nữ, sự tự hào dân tộc Việt Nam qua chiếc áo dài đến bạn bè quốc tế. Cũng giống như mọi năm, các thí sinh tham gia cuộc thi sẽ được chia thành nhiều nhóm nhỏ để hoạt động cùng nhau. Đại diện của Việt Nam được xếp vào nhóm nước cùng các quốc gia như Albania, Malaysia, Kyrgyzstan. Miss Earth là đấu trường nhan sắc đề cao đến sự bảo vệ môi trường. Đây cũng là cuộc thi nằm trong Big 6 cuộc thi sắc đẹp lớn nhất thế giới. Hàng năm, các đại diện Việt Nam đi thi đấu đều nhận được nhiều sự quan tâm và ủng hộ của khán giả. Thạch Thu Thảo sẽ còn phải trải qua các vòng thi còn lại là trang phục dạ hội, áo tắm, tài năng trước khi đến với đêm chung kết vào ngày 29 tháng 11. Nàng hậu đang được đánh giá là gương mặt tiềm năng, có thể tiến sâu tại cuộc thi. Người hâm mộ hy vọng cô cũng có thể làm nên chuyện, ban về chiếc vương miện thứ hai cho Việt Nam ở Miss Earth sau thành tích mà Hoa hậu Phương Khánh đã đạt được vào năm 2018. Trước đó, bà Trương Ngọc Ánh, Chủ tịch Nova Entertainment, đơn vị nắm giữ bản quyền, chịu trách nhiệm tuyển chọn đại diện Việt Nam tại Miss Earth 2022, cho biết Thạch Thu Thảo là ứng viên tiềm năng cho cuộc thi sắp tới. Không chỉ sở hữu nhan sắc gợi cảm, đậm chất Á Đông, người đẹp còn có bản lĩnh và sự chân thành. Thạch Thu Thảo hiện là sinh viên ngành ngôn ngữ học Đại học Nam Cần Thơ. Kể từ khi đăng quang, cô tích cực tham gia các hoạt động xã hội và bảo vệ môi trường. Tại Bình Thuận, cô góp sức trong dự án Green Up Việt Nam, trồng cây xanh cho cuộc sống bừng sáng. Á hậu cũng trao tặng học bổng cho trẻ em tại làng SOS Gò Vấp nhân dịp Tết Trung Thu 2022 cũng như tại quê nhà Trà Vinh. Trước khi đạt vị trí Á hậu 2 tại cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam, Thạch Thu Thảo từng đăng quang tại Hoa khôi Đại học Nam Cần Thơ 2021 và lọt top 70 của Miss Universe Việt Nam 2022.